Nhân dịp đầu năm mới, sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã đến thăm động viên Hội đồng Sư phạm, các thầy cô giáo phụ trách các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến tập thể cán bộ giáo viên nhà trường. Đánh giá cao những thành tích của trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn trong những năm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng chia sẻ với những khó khăn của nhà trường trong thời gian gần đây khi có một số điều chỉnh về cơ chế chính sách, đồng thời khẳng định thành phố luôn dành sự quan tâm, kỳ vọng lớn đối với nhà trường. Phó Chủ tịch cũng mong muốn các thầy cô giáo phụ trách các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm sư phạm để gặt hái thành tích cao trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia sắp tới. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cũng chia sẻ một số khó khăn trong quá trình dạy học như cơ sở vật chất xuống cấp, các thiết bị phòng bộ môn chưa hiện đại, thiếu đội ngũ giáo viên chuyên sâu để dẫn dắt học sinh ở các cuộc thi quốc gia, quốc tế, đồng thời mong muốn thành phố sẽ có chiến lược phát triển trường chuyên cụ thể phù hợp trong thời gian tới.